Chiều ngày 5 tháng 11, Hội Liên hiệp Phụ nữ cụm thi đua Tây Nam Bộ tổng kết hoạt động năm 2022. Bà Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đến dự. Chiều ngày 5 tháng 11, tại Tiền Giang, Hội Liên hiệp Phụ nữ 12 tỉnh cụm thi đua Tây Nam Bộ tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2022. Dự hội nghị có bà Tôn Ngọc Hạnh, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Cùng tham dự hội nghị có ông Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tiền Giang. Năm 2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ 12 tỉnh trong cụm thi đua đã tổ chức nhiều hoạt động thực hiện chủ đề năm 2022, đổi mới sáng tạo trong triển khai và tổ chức thực hiện nghị quyết Đại hội Phụ nữ toàn quốc lần thứ 12. Hội Liên hiệp Phụ nữ trong cụm đã phát huy rõ nét vai trò nòng cốt trong công tác vận động phụ nữ cũng như chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của phụ nữ trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại. Bên cạnh đó, Hội Liên hiệp Phụ nữ 12 tỉnh cũng dành nhiều nguồn lực hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện, xây dựng gia đình ấm no, tiến bộ, văn minh. Phát biểu tại hội nghị, ông Võ Văn Bình, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Tiền Giang khẳng định, thời gian qua Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đã tích cực tham mưu cho tỉnh ủy trong lãnh chỉ đạo công tác hội và phong trào phụ nữ tại địa phương đạt nhiều kết quả thiết thực. Đặc biệt, đội ngũ cán bộ nữ của tỉnh ngày càng tăng về số lượng, nâng cao về chất lượng, nhiều cán bộ nữ giữ vị trí lãnh đạo quản lý ở các cấp, góp phần xây dựng gia đình, xã hội hạnh phúc, tô đậm truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam.